Thưa quý vị, trên cơ sở đề án số 04 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về một số giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố đến năm 2030, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang tập trung thực hiện nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu đề ra. Theo đề án số 04, có 16 mô hình dân vận khéo tiêu biểu được nhân rộng trên toàn địa bàn. Quận Sơn Trà đăng ký nhân rộng các mô hình gồm phân loại và thu gom rác tái chế, xây dựng quỹ an sinh xã hội, 10.000 vạn yêu thương, vận động nguồn lực hỗ trợ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khu dân cư an toàn, tổ hỗ trợ công dân lưu động, lắp đặt chữa cháy cộng đồng và khu dân cư văn hóa Phan Bình sống tốt đời đẹp đạo. Ngoài ra, có các mô hình đăng ký thực hiện mới, trong đó có tuyến đường kiệt hẻm an toàn, văn minh, xanh, sạch đẹp của phường An Hải Đông. Về mô hình này thì dự kiến trong tháng 8 chúng tôi sẽ tiến hành lắp mắt. Và để lễ ra mắt được thành công thì hiện tại Ủy ban nhân phường đang tích cực ra soát công tác chuẩn bị để hoàn tất trước khi tổ chức lễ ra mắt, như là việc thành lập tổ tự quản, các cái nội dung để triển khai cho các hộ dân trong khu vực ký cam kết và thực hiện, việc trang bị các thùng phân loại rác thải, thu gom rác tái chế v.v. Đồng thời thì Ủy ban phường cũng đang phối hợp với các cái tổ chức về môi trường để trang bị đồng bộ các cái thùng rác cá nhân cho các hộ gia đình để trong khu vực triển khai áp dụng thí điểm mô hình này. Trên địa bàn có 42 cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án. Có 12 mô hình mới của các sở, ban ngành, hội quần chúng thành phố đăng ký thực hiện trong năm 2023. Tại các quận huyện đã ban hành kế hoạch xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong năm 2023 với tổng số 210 mô hình. Số mô hình đăng ký mới thì hiện nay là 6 phường chúng tôi thì mỗi phường chọn một mô hình đã triển khai đem lại hiệu quả trong thời gian qua để triển khai trên địa bàn phường. Chẳng hạn như là mô hình đảng với nhân dân của phường Khuê Trung, rồi mô hình đoạn đường tự quản của phường Hòa Xuân, rồi mô hình xây dựng khu dân cư an toàn, có xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị của phường Hòa Phát và nhiều mô hình khác. Và cái việc thực hiện triển khai cái 9 mô hình còn lại thì chúng tôi cũng giao cho 6 phường để triển khai đến tặng địa bàn khu dân cư trong thời gian đến. Đề án số 04 đã xác định rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho giai đoạn 2023-2025, giai đoạn 2026-2030 và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phong trào dân vận khéo trên địa bàn thành phố đến năm 2030. Trong đó, chú trọng việc phát động xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị thành phố.